Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái app bắt ma ở trong cái thằng cô hồn này. Chúng ta vào xe app vào đây, chúng ta ghi trên này, chúng ta ghi là bắt ma. Ta ghi lại nha, đã gót. Phần mềm God of O7. Chúng ta bật cái phần mềm này nha. Chúng ta cài đặt nó ra. Đây, mình để gần vào cho rõ cái tên phần mềm. Các bạn nhìn rõ. Chúng ta mở ra này. Đấy, khi chúng ta mở ra thì nó là vào phần cài đặt. Chúng ta ấn vào không cảm ơn này. Đây là phần mềm bắt đầu hoạt động này, nó ra một cái hình đen trắng, yeah. Đấy, phần mềm bắt đầu phát hiện ra ma khi có dấu chấm ở trên cái ô tròn tròn này. Đấy. Các bạn cùng xem ma ở đâu nhá. Đấy, có con ma à? Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đây ma là ở khu vực này. Đây 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 con ma này. Đấy, mình chưa gặp được. Đây con ma này. Đi di chuyển chỗ khác thì không có. Các bạn nhớ là có cái dấu chấm ở kia thì các bạn bắt ma nha. Đấy, chúng ta di chuyển này. Vừa con ma này mà được cái ma cái này à, mày chết mẹ. Ấy, đây là phần mềm bắt ma. Trong thang cô hồn này chúng ta đi đường rất nhiều ma và chúng ta sẽ bắt ma bằng phần mềm này. Mất rồi, nó đi mất rồi. Chúng ta sẽ quay hướng khác xem. Ấy, ui. Phát bắt được con ma luôn. Ơi. Chưa. Ghê vãi. Ta đi xem. Đây ma bên này, bên này, bên này ma. Ấy à, đây bắt con ma này. Ấy ma đấy. Kiếm. Thằng cô. Quất đã. Ấy mà đi. Tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn bắt ma thành công.